Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Hoàng Nhật. Thì ngày hôm nay em có 10 sản phẩm nha, 10 sản phẩm đồng hồ đến từ Nhật và Thụy Sĩ muốn lên giao lưu với tất cả mọi người. Và tất cả sản phẩm mà bên em bán ra, bên em cam kết đều là hàng chính hãng hết nha. Nếu phát hiện hàng phát, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì bên em xin hoàn cho mọi người gấp đôi tiền ạ. Và khi mọi người mua hàng thì mọi người sẽ nhận được cái phiếu bảo hành của bên em nha. Trên này có đầy đủ thông tin của cửa hàng, tên, địa chỉ cũng như là số điện thoại ha mọi người. Số điện thoại là số điện thoại duy nhất mà em sử dụng, em không xài thêm bất kỳ số điện thoại nào nữa hết. Số điện thoại của em là 0378 275 894 ạ. Và đây cũng là số Zalo của em luôn, mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đó ha. Phía sau sẽ kèm luôn tờ giấy bảo hành cho mọi người, em sẽ bảo hành cho mọi người là 6 tháng đối với đồng hồ pin và 12 tháng đối với đồng hồ cơ nha. Phía dưới này em sẽ ghi tên sản phẩm, giá thành và ngày mua để có thể bảo hành cho mọi người nè, để có thể thu đổi lên đời cho mọi người ha. Và những chiếc đồng hồ mà mọi người sử dụng rồi, dạng như chán rồi, muốn bán lại hoặc là muốn đổi qua con khác thì bên em vẫn nhận thu lại cho mọi người nha. Và lúc đó thì cái giá chúng ta sẽ thương lượng nha. Và những giá thương khấu hao tối đa của em là tầm 20% thôi, không hơn nha mọi người. Trừ khi ngoài những vấn đề khách quan như là bị làm rơi, làm rớt, làm vỡ rồi đó, thì cái đó sẽ trừ thêm phí. Còn khấu hao thì tối đa chỉ có 20% thôi nha mọi người. Dạ. Rồi không làm mất thời gian mọi người nữa, vào chiếc đồng hồ đầu tiên và số 1 ạ. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ mạ vàng lụa. Nhìn nó dây là dây bông lúa ha mọi người, rất là đẹp luôn. Con này đẹp chắc cỡ 97-98% ha mọi người, 97-98% rất là đẹp. Máy pin của Nhật ạ, máy chạy máy 3 kim ha mọi người, con này 3 kim. Phân mặt vàng mỡ gà, kim cọc mạ vàng, dây vỏ mạ vàng luôn ha. Nước vàng còn rất đẹp nha mọi người. Độ mới tầm 97-98%. Chiếc đồng hồ này dành cho nữ nha, em xin nhắc lại nó dành cho nữ. Lên tay nè, bé bé xinh xinh, rất là đáng yêu ha mọi người. Rồi size ngang của nó là 20-03 nè. Size dọc, sẽ lọc dọc đo càng luôn ha mọi người, là 25,6 nè. Còn không đo càng nó cũng chắc nó cũng 20,3 thôi. Đó, 20,3 luôn ha. 20,3 vuông nha mọi người, phân vuông 20,3 x 20,3. Con này rất đẹp nha, còn rất là mới luôn. Dây bông lúa màu vàng sáng trưng à. Rồi, máy hoạt động ổn định ha mọi người, không lỗi lầm gì cả. Zin nguyên bản. Kính này, em này là kính khoáng nha, kính khoáng. Vỏ mạ vàng PVD còn rất mới. Mã số 1 giá bán là 500.000, dành chiếc đồng hồ dành cho nữ á, đeo lên tay là sang liền, đeo như cái lắc vàng nha mọi người. Màu vàng nó rất là sáng, sáng nha, chứ nó không có đậm đậm như cái kiểu của mấy cái đồ si mạ. Rồi tiếp theo mã số 2 nè, em có một chiếc đồng hồ Buren ha mọi người, form vuông, form hình nó không vuông mà nó cong nhẹ ha mọi người, cong nhẹ, nó giống như hình trái bí vậy. Ngang 30 nè, dọc 34,5 nè. Rồi con này thì phù hợp cho mấy anh có chu vi cổ tay nhỏ ha, từ 15 năm trở xuống đeo thì đẹp. 15 năm đeo trở xuống thì đẹp. Kính khoáng nha mọi người, kính khoáng cứng, vỏ thép mạ vàng PVD, độ mới còn rất là cao nha. Con này đẹp luôn á, con này cũng rất là đẹp. Con này đến từ Nhật nha mọi người, Buren, thương hiệu của Nhật. Sapan này ha. Sapan. Dây vỏ khóa zin nguyên bản nha. Zin nguyên bản. Nước vàng trên dây rất là đẹp luôn. Con này độ mới khá là cao ha. Máy cũng chạy 3 kim phơm vuông. Mã số 2 giá 700.000, anh nào thích thì alo cho em. Mã số 2 700.000 đó. Con này tương đương với size tròn tầm 33-34 đó mọi người. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là con đồng hồ Aurale. Con này là của Thụy Sĩ nè. À, con này là máy Thụy Sĩ nha, có chữ Swiss Movement ở đây.
Lúc 6 giờ có chữ Sweet món của mình ha mọi người. Đó, kính em này, kính phát cạnh nha, kính phát cạnh nè. Mặt vàng mở gà, kim cọc mạ vàng, máy chạy ba kim, núm thì có luôn. À, có phục đính một viên đá màu đen ha. Rồi, dây vàng cũng rất là đẹp ha. Dây này có logo luôn nha mọi người. Dây có logo của hãng luôn. Hãng Orale. Siêu quá. Để em đo size. Size 2 ngang là 27,5. Dọc là 33 ha. 27,5 nhân 33. Con này chắc tương đương size tròn tầm 35 á mọi người, 35. Rồi, máy móc chạy nghiêm chỉnh, hoạt động ổn định. Mã số 3 giá 800.000đ. Anh nào có thích chiếc này thì alo cho em ha. Kính phát cạnh thương hiệu Aurale. Máy pin Thụy Sĩ ạ. Tiếp theo mã số 4 giá 35 triệu nha mọi người. 35 triệu. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ của Omega. Một thương hiệu rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình ha. Một thương hiệu rất là nổi tiếng và thịnh hành ở Việt Nam. Thật sự thì Rolex thì nó chưa chắc gì thịnh hành bằng Omega tại Việt Nam nữa. Thì Rolex thì nó nổi tiếng trên thế giới thôi, nhưng mà ở Việt Nam người ta ưa chuộng nhất vẫn là Omega. Ở Việt Nam vẫn ưa chuộng nhất là Omega ha mọi người. Đây là một chiếc đồng hồ Omega Constellation, mặt bát quái càng gãy vân lốc xoáy ha mọi người. Lông vân lốc xoáy. Con này là vỏ đờ mi ha, toàn thân. Dây vỏ, toàn thân vỏ của nó được làm niền, được làm từ vàng đúc 14K. Đáy vô logo vàng đúc 14K. Thân vỏ là bằng thép không rỉ và bốn tay này cẩn vàng dày ha mọi người. Cẩn vàng dày hay chúng ta thường gọi là Capgon đó, Capgon. Góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Swissmet ạ. Swissmet ha. Em này là cọc cài đá đen nha. Cọc cài đá đen. Có một ô lịch ngày nằm ở góc 3 giờ và kính em này kính có lúp. Và góc trên cái kính này có logo móng ngựa nha. Logo móng ngựa, kính có lúp. Rồi này zin nguyên bản trừ dây khóa nha. Dây da handmade rất là đẹp luôn. Dây da này là hôm bữa là em đặt mua trên mạng là hết 500-600 nghìn nha mọi người. Dây da rất là mềm ha. Đáy logo đài thiên văn. Phía sau này em có dán miếng đề can để bảo vệ cái đáy này rồi. 8 ngôi sao và đài thiên văn ha mọi người. Núm zin hình bát giác. Rồi, con này zin nguyên bản ha mọi người, zin nguyên bản, máy móc chạy rất chính xác và em này còn khả năng kháng nước luôn. Rồi, size 34 nha. Size 34. Anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em, mã số 4 giá 35 triệu ạ. Mã số 4 giá 35 triệu. Rất đẹp luôn nha mọi người. Dòng Omega mà đeo lên tay mà ra nắng lúc nào nó cũng bắt sáng, nhìn rất là sang ha. Rồi, dây khóa linh kiện ha mọi người, khóa có logo móng ngựa nè. Xin nguyên bản trừ dây khóa, bảo hành cho mọi người 1 năm, cam kết với mọi người là chính hãng trọn đời và hỗ trợ quay đầu cho mọi người mọi lúc mọi nơi ha. Khấu hao tối đa là 20% và nếu chúng ta mua và sử dụng dưới 1 tháng thì chỉ khấu hao chỉ là 10% thôi. Dạ. Rồi, anh nào thích món này thì alo cho em ha. Máy màu vàng hồng rất đẹp. Em này là chạy máy 561 với mọi người, 561. Dòng máy chuẩn chronometer của Omega. Tiếp theo mã số 5 ạ. Mã số 5 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ mặt bao công ha, mặt đen bao công. À, cũng là form dáng của càng bát quái càng gãy. Và có một lịch ngày nằm ở góc 3 giờ nha mọi người. Kính em này có lúp và có lúp và ở chính giữa cũng có logo móng ngựa nữa nha. Rồi, con này là cũng vô dây, cũng là đờ mi đấy mọi người. Vỏ niền vàng đúc, bốn tay cẩn vàng dày. À, đáy logo thiên văn vàng đúc, còn phần còn lại là thép không rỉ ha, thép không rỉ. Dây khóa này cũng là dây khóa linh kiện ạ. À. Giá em bán cũng là 35 triệu nha mọi người, 35 triệu. Và em này thì chạy máy là con 564 nha, máy lịch giật ha mọi người, máy lịch giật.
mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, máy chạy chính xác và có khả năng còn khả năng kháng nước nhẹ ha mọi người có thể rửa tay và đi mưa nhỏ được. Bát quái càng gãy zin nguyên bản ha. Đáy Togo phần đúc có 8 ngôi sao. Mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo. Em này cũng y chang em mã số 4 luôn ha, khác cái màu thôi. Rồi đời máy là 564 nha mọi người, lực giật. Rồi, mặt bao công ha, anh nào thích mẫu này thì alo cho em ạ. À. Mã số 5, giá 35 triệu. Tiếp theo mã số 6 ạ. Mã số 6 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Senco 5 ha mọi người. Mã số 6 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Senco 5. Mặt trắng vân hai lòng mọi người. Mặt trắng hai lòng ha, lòng ngoài và lòng trong. Ba kim và hai lịch thứ ngay. Đó, mặt size mặt em này là size 36 nha. 36 phù hợp cho mình, có chu vi cổ tay tầm 15 năm trở xuống ha. Mặt kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ. Ba kim, hai lịch thứ ngay. Mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo hết nha. Bên em bảo hành cho mấy anh 1 năm à, 1 năm. Chạy dòng máy là 7S26, tích cót được 40 tiếng là tối đa nha mọi người. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ. Giá 1,2 triệu, em này máy cơ tự động automatic ha. Chi khóa zin nguyên bản ạ. Đây, dây khóa zin nguyên bản. Rồi, anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em size 36 mà số 6 giá 1,2 triệu. Full chức năng không lỗi lầm gì cả. Tiếp theo mã số 7 ạ. Mã số 7 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ dòng Senco 5 luôn ha. Con này là bản nội địa nha. Con này size mặt là 36,5 nha mọi người. 36,5 bản nội địa, made in Japan, gốc 6 giờ. Kim cọc đều có dạ quang nha. Con này dạ quang ban đêm rất là sáng luôn. Ở gốc 3 giờ chúng ta sẽ có hai ô lịch thứ và lịch ngày ạ. Gốc 3 giờ chúng ta sẽ có hai ô lịch thứ và lịch ngày. Hoa máy tự động. Chạy rất chuẩn nha mấy anh, chạy rất là chuẩn luôn. Dây khóa zin nguyên bản nha, độ mới còn rất là cao. Trên khóa cũng có chữ sao băng nè, phía sau đấy cũng có luôn ha, quả văn có chữ sao băng và trên kính có chữ made in Japan nha mọi người. Vậy trên kính con này không có, nó chỉ có trên quả văn thôi. Rồi trên khóa có chữ sao băng nè ha, dưới góc 6 giờ có chữ như bằng. Mặt kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, ba kim hay là thứ ngay, kim dây màu đỏ rất là nổi bật luôn. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, size 36,5, đáy lộ máy zin nguyên bản, zin cả dây ha. Tích cót tối đa được 40 tiếng nha mọi người. Rồi nào thích mẫu này thì alo cho em mã số 7 giá 1,6 triệu ạ. Mã số 7 giá 1,6 triệu. Rồi mã số 8 nè. Mã số 8 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Hamilton dây khóa linh kiện ha. Hamilton dây khóa linh kiện, con này do thuộc dòng Hamilton khaki, dòng quân đội của Mỹ á mọi người. Một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ ha. Góc 6 giờ có dòng chữ Swissmet. Đó, con này là chạy kim rốn nha. Máy có hỗ trợ, có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ và có một ổ định ngày nằm ở góc 3 giờ. Đó, kim giờ và kim phút nó nằm ở trung tâm, mặt trung tâm của đồng hồ. Còn kim dây thì là kim rốn nằm ở phía lệch về phía dưới góc 6 giờ nha mọi người. Kính là kính sapphire với thiết kế kính cong nhẹ. Dây vỏ được làm từ thép không rỉ 316L. Núm zin có logo hình chữ H. Đó. Vỏ đẹp không cấn mớp nha. Đáy lộ máy, em này chạy máy là 2895-2 ha mọi người. Kính là sapphire nè, Thụy Sĩ. Tên mã, mức độ kháng nước của em là 100m. Dây vỏ làm từ thép không rỉ ha. Dây khóa linh kiện, góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ngày. Thời gian tích cót con này là 40 tiếng nha mọi người, 40 tiếng. Rất đẹp luôn, anh nào thích mẫu này thì alo cho em. Size của em nó là 44, mã số 8 giá 5,5 triệu. Tiếp theo mã số 9 ạ. Em này cũng dây khóa linh kiện luôn. Dòng Hamilton thì giá khá là cao, nếu mà chúng ta mua hàng mới 100% á thì nó tầm 20 mấy triệu không à, 10 mấy đến 20 mấy triệu. Những con chiếc hàng qua sử dụng như thế này thì giá rất là hợp lý ha mọi người.
độ độ mới cũng còn rất là mới chứ không phải là quá cũ nha. Kính sapphire với thiết kế cong nhẹ, vỏ thép không rỉ, vỏ thép không rỉ 316L. Em này cũng là dòng khaki quân đội của Mỹ luôn ha. Là góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Swissmade, Swissmade Thụy Sĩ, ham tông khaki automatic. Một đồng hồ đến từ thương hiệu Thụy Sĩ Hamilton ha. Nè, góc Swissmade do Thụy Sĩ sản xuất nè. Mức độ kháng nước của em này cũng là 100m luôn nha. Nó đáy lộ máy, tên mã đây. Núm zin có logo hình chữ H. Đó, kính sapphire thiết kế cong nhẹ, mặt dial màu đen. Máy có hỗ trợ có tay, có dừng kiểm dây khi chỉnh giờ, có một lịch ngày nằm ở góc 3 giờ. Size là 42 ha. 42. Chìa khóa linh kiện à. Anh nào thích mẫu này thì alo cho em. Em bán cũng là 5 triệu rưỡi luôn nha. 5 triệu rưỡi. Rất đẹp ha mọi người, size 42. Anh nào thích mẫu này thì alo cho em nha. Kháng nước rất là tốt, kháng nước 100 mét ạ. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot ạ. Em này cũng Thụy Sĩ luôn ha mọi người. Máy cơ tự động Thụy Sĩ, có hỗ trợ, có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ nè. Có một lịch ngày nằm ở góc 3 giờ ha. Góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Swissmade. Swissmade. Đó. Dây khóa là dây khóa zin nhưng mà dây hơi ngắn nha. Đủ cho tay 16 trở lại thôi. Cho nên em bán cái giá cũng rất là hữu duyên. Mã số 10 em bán giá là 5 triệu 6. Thường thường mấy con Thụy Sĩ như thế này thì đâu có dưới giá dưới mà 6 triệu đâu đúng không mọi người? Không có giá dưới 6 triệu. Rồi size 39 ha. Kính sapphire thiết kế cong nhẹ. Núm zin có logo hình chữ T của Tissot nè. Máy búa vàng. Mức độ kháng nước là 100m ha, 100m sapphire crystal, vỏ thép không rỉ đó. Đáy lộ máy. Máy búa vàng rất là đẹp luôn. Một cái chức năng hoạt động hoàn hảo, máy chạy chính xác. Mã số 10, size 39, giá 5 triệu 6. Dây đủ dài cho tay 16 thôi nha. Đó. Anh nào thích mẫu này thì alo cho em. Vỏ đẹp nha mọi người, vỏ đẹp còn rất là mới, không cắn mớp, tiếc cái dây nó hơi ngắn. Và đây cũng là chiếc đồng hồ cuối cùng của clip ngày hôm nay rồi ha. Anh nào thích mẫu nào thì nhấc máy alo lên cho em. Xin hẹn gặp lại mọi người ở các clip lần sau ạ. Em xin cảm ơn.